Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn view đánh giá về một sản phẩm đang được rất nhiều bạn quan tâm ở thời điểm hiện tại, đó chính là chiếc Google Pixel XL. Thì thực ra trước đây mình cũng đã có những video đánh giá chi tiết về sản phẩm này rồi, nhưng hiện tại thì sản phẩm này đang có một mức giá rất là tốt khi hiện tại nó chỉ chưa đến 5 triệu đồng. Ở Diện Thông Minh thì hiện tại đang có sẵn hai sản phẩm, đó chiếc Google Pixel và chiếc Pixel XL. Thì với Pixel thì nó sẽ có giá khoảng tầm 3,6 triệu, trong khi đó sản phẩm này là chính xác là 4,890,000. Thì với mức giá như này thì mình đánh giá đây là một sản phẩm khá là toàn diện về mọi thứ giải trí, đặc biệt là một camera đẹp cũng như là một hệ điều hành thuần Google. Các bạn có thể cập nhật những phiên bản hệ điều hành mới nhất. Việc các bạn sử dụng chiếc Google Pixel hay là Pixel XL thì nó giống như cái việc các bạn sử dụng iPhone chạy hệ hành iOS, cực kỳ mượt mà và gần như không gặp phải hiện tượng giật lag. Đó thì hôm nay mình sẽ đánh giá kỹ hơn là để với cái tầm giá dưới 5 triệu thì các bạn có nên mua sản phẩm này hay không. Giờ quay trở lại một chút thì mình sẽ điểm qua một cái vài điểm nổi bật trên chiếc Google Pixel. Thứ nhất thì nó sẽ có màn hình phía trước là 5,5 inch và độ phân giải 2K. Thì so với chiếc Google Pixel ấy, thì nó sẽ có kích cỡ màn hình lớn hơn và độ phân giải cao hơn. Ngoài ra viên pin dung lượng của nó là 3450 mAh cũng cao hơn khá là nhiều và nó hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0. Và đây là những cái điểm sẽ lợi thế hơn chiếc Google Pixel với mức giá khoảng chênh lệch khoảng tầm hơn 1 triệu thì các bạn có thể sở hữu sản phẩm này. Đó, và ở trong cùng phân khúc với chiếc Google Pixel XL thì các bạn sẽ có những sản phẩm như là chiếc LG G6 cũ này, chiếc iPhone 6s cũ hoặc là chiếc Galaxy S7 cũ. Thì trong 3 sản phẩm này thì có 2 sản phẩm đến từ Android. Với chiếc Google Pixel thì mình sẽ đánh giá cao ở cái điểm nó có viên pin rất là lớn, và so với những sản phẩm Android khác thì chắc chắn cái hệ điều hành sẽ là thứ mà chiếc Google Pixel chiến thắng tuyệt đối. Ở trong phần cài đặt phần mềm này thì các bạn thấy là mình đã nâng cấp lên cái phiên bản Android 8.1. Nếu so với những sản phẩm mà flagship hiện nay thì đây cũng có thể coi là cái phiên bản Android mới nhất. Tuy nhiên với dòng Google Pixel thì nó chưa phải là mới nhất. Hiện tại thì đã có Android 9 hay còn gọi là Android Pie 9.0. Thì ở đây thì sau khi cái cập nhật qua bước này thì chắc chắn là chiếc Google Pixel của mình sẽ được nâng cấp lên Android 9.0. Đây là cái điểm mà những chiếc máy các bạn chạy hệ điều hành Android khác sẽ không thể nào có được. Thì khi so với những sản phẩm Android với nhau ấy, thì mỗi hãng, mỗi thương hiệu thì đều có một cái giao diện tùy biến riêng. Còn với chiếc Google Pixel thì do Google làm phần mềm. Vì vậy các bạn thấy là giao diện ở đây các bạn chúng ta thấy không có bất cứ một cái ứng dụng thừa, không có bất cứ một ứng dụng rác nào. Tất cả đều là ứng dụng thuần Google. Và vì vậy khi các bạn sử dụng, mình đã trải nghiệm sản phẩm này, nói chung là trải nghiệm quá là nhiều rồi. Từ chiếc Nexus 6P hay là ngay cả trước đây những chiếc Nexus 7 hay Nexus 5 thì mình đều đã trải nghiệm. Thì khi các bạn sử dụng những cái chiếc máy Android mà có hệ điều hành gốc ấy, Android gốc ấy, thì gần như nó rất là mượt và không bao giờ gặp phải hiện tượng ứng dụng dừng đột ngột hay là fork slow như một số dòng sản phẩm Android khác. Và như mình chia sẻ lúc ban đầu thì khi mà chúng ta sử dụng chiếc Google Pixel hay là chiếc Google Pixel XL thì với cái nền tảng Android này nó không khác gì các bạn sử dụng một chiếc iPhone chạy iOS, nó rất là mượt và gần như là không có hiện tượng giật lag. Còn so với iPhone 6s cũ ở tầm giá này thì các bạn thấy là chiếc Google Pixel XL nó sẽ có lợi thế hơn ở cái việc giải trí. Thứ nhất, nó sẽ có màn hình to hơn, độ phân giải 2K, màn hình sắc nét hơn, pin cũng lớn hơn và gần như là mọi thứ về camera nó đều hơn hẳn. Thì chiếc Google Pixel XL này thì nó có một cái hiệu năng cũng khá là mạnh, nó sử dụng con chip Qualcomm S821 tương tự như chiếc LG G6 và nó sẽ mạnh hơn một chút so với chiếc Galaxy S7. Đó thì cái bản trên tay mình nó sẽ có RAM 4GB và bộ nhớ trong là 32GB. Và nếu như bạn nào chúng ta muốn lưu trữ dung lượng lớn hơn thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo phiên bản 128GB để có thể lưu trữ được nhiều nhất. Đó thì cái điểm AnTuTu mình đo trên được chiếc máy này nó sẽ rơi khoảng tầm 130 đến 140.000 điểm. Và các bạn yên tâm là với tất cả những game khủng hiện nay nó đều có thể chiến một cách mượt mà. Mặc dù con chip Qualcomm S821 nó không phải là con chip mạnh nhất như là S845, tuy nhiên các bạn vẫn có thể chơi game một cách rất là mượt. Và so với iPhone 6S hay là LG G6 hay là Galaxy S7 thì sản phẩm này nó vẫn là một chiếc máy có cơ hội rất là cao và các bạn yên tâm về cái phần hiệu năng. Về camera thì đây là một thứ mình cũng rất thích khi mà nhắc đến sản phẩm Google Pixel cũng như là Pixel XL. Thì ở thời ra mắt thì nó cũng được đánh giá là một trong những chiếc máy có điểm DxOMark mark rất là cao. Và thực sự khi mình trải nghiệm camera của chiếc máy này mình cũng rất là ấn tượng. Các bạn biết là với những sản phẩm đến từ Google thì họ làm một cái phần mềm mà chụp ảnh tối ưu rất là tốt. Vì chính vì vậy mà mặc dù máy chỉ có camera đơn cả phía trước và phía sau, chúng ta sẽ có camera sau là 12 megapixel, chính xác là 12,3, và camera trước là 8 megapixel. Tuy nhiên về khả năng chụp ảnh, đặc biệt là khả năng chụp ảnh xóa phông thì nó gần như không hề thua kém với chiếc máy được trang bị tới 2 camera hiện nay. Đó, cụ thể ở đây thì như các bạn đã thấy thì mình đã sử dụng một cái ứng dụng Google Camera. Đây là ứng dụng được trích xuất từ chiếc Pixel 2 và nó sẽ có trang bị thêm một tính năng đó chụp ảnh chân dung. Ở đây thì mình đã thử một cái vài bức hình chụp bằng cả cam trước và cam sau thì mình sẽ cho các bạn thấy là cái sự khác biệt. Với mỗi bức hình khi các bạn chụp chân dung thì nó sẽ tự động lưu ra hai hình ảnh để các bạn có thể lựa chọn. Thì đây là bức mà chưa xóa phông, và sau khi chỉnh xóa phông bằng phần mềm, máy sẽ tự động chỉnh. Các bạn thấy là cái bức hình chúng ta đẹp hơn rất là nhiều. Cái xóa phông ở các cái phần viền tóc nó làm rất là mịn, nó không bị lẹm như một số sản phẩm khác. Đó, hay là mình ở đây mình có một bức xóa phông camera sau. Các bạn thấy này, nhìn bức hình rất là đẹp và cái nó thể hiện rõ ràng cái chiều sâu.
Về camera của Google Pixel XL thì mình đánh giá cao hơn cả S7 và LG G6. Có thể camera sau nó tương đương, tuy nhiên nếu xét về camera trước thì chắc chắn hai sản phẩm kia không có cửa. Mình đã trải nghiệm LG G6, camera trước của nó phải nói là khá là tệ. Trong khi đó là chiếc S7 thì camera trước của nó cũng tương tự như vậy. Số chấm chỉ 5 megapixel và quan trọng là cái phần mềm của nó xử lý khá là kém, nó hay bị bệt. Còn với chiếc camera trước của Google Pixel XL này thì các bạn thấy là cái chất lượng của nó rất là tuyệt vời. Đó, camera chụp ảnh rất là đẹp và gần như những cái chiếc máy mà chuyên selfie hiện nay thì có lẽ nhiều sản phẩm cũng không thể sánh được. Vâng, và như vậy trên đây là tất cả những chia sẻ của mình về chiếc Google Pixel XL. Ở hiện tại thì với mức giá trên 5 triệu thì đây là sản phẩm khá phù hợp với các bạn, đặc biệt là với những bạn chúng ta cần một cái sản phẩm khác biệt so với chiếc máy trên thị trường hiện nay. Chúng ta cần một chiếc máy mà chạy thật là mượt mà như hệ điều hành iOS. Đó thì sản phẩm này các bạn sẽ thấy ở diện thông minh sẽ có khá là nhiều màu sắc cho các bạn lựa chọn. Như ở đây thì mình sẽ có phiên bản màu xanh như thế này. Đó, nhìn rất là đẹp mắt. Thì máy đang được bán với giá là 4.890.000 và khi bạn mua sẽ được tặng kèm cáp Type-C cũng như là củ sạc nhanh để giúp các bạn có thể sạc trong thời gian nhanh nhất. Đó, để trải nghiệm và mua sản phẩm này các bạn có thể qua tất cả những showroom của Diệu Thông Minh trên toàn quốc. Còn bây giờ xin chào cũng như hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.